sản phẩm mà chị em nào từ 30 tuổi trở lên cũng phải có, để đẹp bên trong, khỏe bên ngoài và lúc nào cũng căng mướt nha. Rồi em có đầu tiên sản phẩm này là viên uống tinh dầu hoa anh thảo, giúp cải thiện và điều hòa nội tiết cho anh chị em nhà mình, giải quyết các vấn đề về triệu chứng gặp phải khi ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh như là nổi mụn nè, bốc hỏa khó chịu hay là khô hạn khu vực cô bé của em mình nha. Rồi tiếp tục em có cho mình cái dòng collagen nè, giúp cho mình tăng độ đàn hồi cho da, giảm oxy hóa, giảm lão hóa da và căng bóng da, chưa kể còn hỗ trợ nâng tông trắng sáng, điều màu da. Tiếp tục em có cho mọi người cái dòng vitamin E. Vitamin E này ai cũng phải nên có cho em nha, giúp cho mình cấp ẩm nè, da lúc nào cũng căng bóng, căng mướt da cực kỳ xinh, chưa kể còn giảm dưới cái tình trạng là khô hạn khu vực cô bé của mình. Và đặc biệt hơn nữa nha, những anh chị em nào đang bị các vấn đề về thay đổi sắc tố da, đôi môi thì xài vitamin E nó sẽ thuyên giảm rất là hiệu quả. Rồi mọi người ơi, nguyên cái combo này nè mọi người ơi, tính ra là giá nó cực kỳ hời nha, tại vì mỗi một ngày sử dụng chỉ có tốn 5.000 đồng thôi, không quá cao, ai cũng có thể sử dụng được nha mọi người.